Xin kính chào quý vị và các bạn. Những thông tin về lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở đầu chương trình thời sự thứ năm ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2024. Tại Lào Cai, quy định về quốc tang được thực hiện nghiêm túc, thể hiện lòng thành kính của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Tổng Bí thư. Để bày tỏ tình cảm, sự kính trọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng nay, tất cả các cơ quan, công sở, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày quốc tang. Tại cột cờ cao nhất Việt Nam trên đỉnh Phan Xipang, lễ treo cờ rủ quốc tang diễn ra trang nghiêm trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân và du khách. Quốc kỳ cùng dải băng đen được kéo lên nóc nhà Tổ quốc trong không gian tĩnh lặng, làm cho những người tham dự đều xúc động nghẹn ngào, tiếc thương người Tổng Bí thư đáng kính. Cùng với quân và dân cả nước, sáng nay rất nhiều cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn tỉnh đã quan tâm theo dõi lễ tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua sóng trực tiếp. Theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư được tường thuật trực tiếp, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh đều cùng chung niềm tiếc thương vô hạn, cảm giác mất mát, hụt hẫng. Vô cùng thương tiếc, rất là đau buồn. Bác là một người sống liêm khiết, vì nước, vì dân. Không biết nói cái gì hơn, chúng tôi vô cùng xúc động. Bản thân tôi đã theo dõi từ sáng đến giờ. Tôi rất là thương tiếc bác Nguyễn Phú Trọng. Các tổ dân phố, khu dân cư, một số cơ quan đơn vị địa phương cũng bố trí các địa điểm tập trung để người dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuận tiện theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời tuyên truyền vận động để mọi người chấp hành đúng các quy định trong 2 ngày quốc tang Tổng Bí thư. Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang để thực hiện các cái nội dung trong thông cáo của Trung ương, đặc biệt là thực hiện các cái nhiệm vụ trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 này. Xen lẫn cảm xúc nghẹn ngào, tiếc thương, mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh cũng tự nhủ phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với những cống hiến, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đất nước. Bác là một người vĩ đại, Tổ quốc, đất nước. Bản thân cháu là một cán bộ chiến sĩ trẻ thì cháu sẽ hứa và quyết tâm rèn luyện trở thành một cán bộ chiến sĩ ưu tú cho đất nước. Qua tiểu sử chúng em được theo dõi quá trình công tác của bác để lại cho thế hệ trẻ chúng em. Đây là những cái điều học hỏi, tấm gương xứng đáng để chúng em noi theo, và chúng em cảm thấy rằng là thế hệ chúng em phải cần làm những gì đó để đáp lại những cái mà bác đã tạo dựng cho đất nước. Một trái tim vĩ đại đã ngừng đập, nhưng hình ảnh một vị Tổng Bí thư giản dị, suốt đời vì dân vì nước sẽ còn sống mãi trong tâm trí của mỗi người dân, là động lực để toàn đảng, toàn quân và toàn dân thêm đoàn kết, thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Thưa quý vị, sáng nay ngày 25 tháng 7, Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Duyên Hải, phường Nam Cường nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thắp những nén hương thơm tại phần mộ của các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Với tấm lòng thành kính và biết ơn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Thưa quý vị, nhiệt tình trách nhiệm với công việc hội, sẵn sàng giúp đỡ hội viên và gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Ông Giàng Xeo Dơ, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Sán Trải, huyện Simacai, được cấp ủy chính quyền, hội viên và bà con tin tưởng tín nhiệm. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tích cực tham gia phong trào hội. Năm 2012, ông Giàng Xeo Dơ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Sán Trải. Hơn 10 năm với vai trò là người đứng đầu tổ chức hội, ông luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, tích cực vận động hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Cập nhật kịp thời các cái chủ trương về phát triển kinh tế cũng như là một số các chương trình dự án của nhà nước, tuyên truyền triển khai đến toàn thể các đồng chí hội viên tại các chi hội, từ đó anh em hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Trong hoạt động, ông Dơ cùng Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, tuyên truyền thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, vận động hội viên đẩy mạnh phong trào, cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội nhận ủy thác trên 3 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế, gắn với tập huấn kỹ năng vào sản xuất chăn nuôi. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh của xã cũng ra tuyên truyền, ra vận động, tuyên truyền cho bản thân tôi cũng cảm thấy là hiểu rõ. Gia đình tôi có 4 con trâu, gà 200 con, có cái phát triển là hơn mọi năm. Dưới sự định hướng Hội Cựu chiến binh xã, các chi hội tích cực tuyên truyền vận động, tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiện toàn 5 tổ tự quản an ninh trật tự, 1 tổ tự quản đường biên. Hội viên và bà con phối hợp cùng cán bộ chiến sĩ biên phòng tuần tra đường biên mốc giới, vận động nhân dân không tảo hôn, hôn nhân cần huyết thống, không làm nhà trên đất nông nghiệp. Trong những năm qua, đồng chí làm rất là tốt trong những công tác phong trào của hội cũng như của địa phương. Đặc biệt là dẫn dắt các đồng chí trong ban chấp hành thực hiện tốt, làm tốt công tác phối hợp, cũng chỉ đạo, hướng dẫn cho một số hội viên tích cực phát triển kinh tế. Nhiệt tình và trách nhiệm cao với tổ chức hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Sán Trải, Giàng Xeo Dơ nhiều lần được tuyên dương khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu cấp xã và huyện Simacai. Thưa quý vị, hôm qua ngày 24 tháng 7, các khu vực trong tỉnh Lào Cai đã xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ghi được tại trạm khí tượng Lào Cai là 33,4 độ C, thị trấn Phố Sàng, huyện Bảo Yên là 32,6 độ C. Hôm nay và ngày mai, nắng nóng sẽ vẫn còn tiếp diễn. Ngày 25-26 tháng 7, khu vực vùng thấp của tỉnh Lào Cai còn nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 45 đến 50%. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài tới ngày 27 tháng 7, sau đó nhiệt giảm dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Vì vậy, chính quyền địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác trong phòng cháy chữa cháy, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Qua thống kê rà soát tại các thôn bản có tỷ lệ nhà truyền thống chiếm 50% trở lên, toàn tỉnh hiện có trên 20.200 nhà truyền thống. Cụ thể, trong tổng số 28.868 nhà ở tại các thôn bản có tỷ lệ nhà truyền thống chiếm 50% trở lên, Lào Cai hiện còn 20.273 nhà truyền thống. Một số địa phương có tỷ lệ nhà truyền thống chiếm tỷ lệ cao như huyện Văn Bàn với gần 5.600 nhà, chiếm tỷ lệ gần 76%. 19 thôn bản của hai xã Vĩnh Yên và Nghệ Đô, huyện Bảo Yên có trên 1.300 ngôi nhà sàn truyền thống, chiếm 73% tỷ lệ nhà ở. Ngoài ra, huyện Simacai cũng có tỷ lệ nhà truyền thống người Mông chiếm tỷ lệ cao với kiến trúc nhà trình tường đất, mái ngói âm dương. Việc thống kê số lượng nhà truyền thống trên địa bàn toàn tỉnh giúp cơ quan quản lý tham mưu chính sách để bảo tồn và phát triển nhà ở truyền thống trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong thời gian tới. Với 14 trường, trung tâm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nhân lực tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Giai đoạn 2020-2024, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung 21 bộ chuẩn đầu ra, 54 chương trình đào tạo, biên soạn mới và lựa chọn 465 giáo trình đào tạo, trong đó ban hành 2 chương trình giáo trình đào tạo nghề chất lượng cao.
các chương trình, giáo trình đảm bảo từ 70 đến 80% thời lượng thực hành, giúp người học nắm bắt thực tế, tiếp cận khoa học công nghệ, dây chuyền sản xuất mới. Các cơ sở cũng chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế ở nhiều lĩnh vực để nâng cao chất lượng đào tạo. Theo đánh giá, trên 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng được tuyển dụng. Có ngành nghề được doanh nghiệp đặt hàng và tuyển dụng 100%. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, nhiều địa phương của tỉnh Sơn La bị ngập úng, sạt lở và thiệt hại đến hệ thống lưới điện. Đến trưa nay ngày 25 tháng 7, công ty điện lực Sơn La đã cấp điện trở lại cho gần 15.600 khách hàng. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công ty điện lực Sơn La đang có mặt tại các điểm bị thiệt hại để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai nhằm cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã làm gãy đổ 11 vị trí cột điện trung thế, 26 vị trí cột hạ thế, một trạm biến áp bị cuốn trôi. Hiện còn trên 2.250 khách hàng của 19 trạm biến áp bị ảnh hưởng gián đoạn cung cấp điện do bị sự cố và cắt điện ngăn ngừa sự cố vì bị ngập lụt, đất đá vùi lấp. Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án bắt đối tượng Cụt Thị Mùi, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trẻ em, giải cứu thành công 3 nạn nhân. Quá trình điều tra xác định, năm 2014, trong lúc nạn nhân K đang ở nhà mẹ của Mùi tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, thì được Mùi, khi đó đang ở nước ngoài, liên lạc qua điện thoại và hứa hẹn đưa K sang nước ngoài để chăm con cho Mùi và sẽ tìm việc làm cho. Khi K sang nước ngoài thì bị Mùi bán cho một người đàn ông mua về làm vợ. Điều tra vụ án, cơ quan công an giải cứu thành công thêm 2 nạn nhân nữa. Hiện công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Mùi về tội mua bán trẻ em và mở rộng điều tra vụ án. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Xung đột bất ổn kinh tế và thời tiết khắc nghiệt đang cản trở những nỗ lực nhằm hướng tới mục tiêu về một thế giới không còn nạn đói vào năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Báo cáo về an ninh lương thực và dinh dưỡng được Liên Hợp Quốc công bố ngày hôm qua cho biết khoảng 733 triệu người, tương đương với 9% dân số thế giới, đã phải đối mặt với nạn đói trong năm 2023, trong đó nặng nề nhất là châu Phi với 20% dân số bị ảnh hưởng. Tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ vừa phải hoặc nghiêm trọng cũng đã tác động đến gần 29% dân số toàn cầu. Xung đột, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế kết hợp với các yếu tố khác như bất bình đẳng, chế độ ăn thiếu dinh dưỡng và môi trường thực phẩm không lành mạnh đã khiến ngày càng có nhiều người phải đối mặt với nạn đói và mất an ninh lương thực. Dân số của Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục sụt giảm, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao tỷ lệ sinh. Theo chính phủ Nhật Bản, dân số nước này trong năm 2023, bao gồm cả người nước ngoài, đã giảm 532.000 người so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 124 triệu người. Trong khi đó, số người mang quốc tịch Nhật Bản trong giai đoạn này giảm 861.000 người, xuống còn hơn 121 triệu người. Đây là sự sụt giảm năm thứ 15 liên tiếp và là mức giảm mạnh nhất kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1968. Còn tại Hàn Quốc, số liệu thống kê cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2024, số trẻ sơ sinh đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sinh trong năm 2023 là 0,72, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 con trên một phụ nữ, mức cần thiết để duy trì dân số ổn định mà không cần nhập cư. Quả vải Việt Nam đã chính thức có mặt tại hai siêu thị Costco ở bang Tây Australia và Nam Australia. Đây là kết quả sau nhiều nỗ lực thực hiện kế hoạch tạo nhu cầu thị trường xung quanh các siêu thị lớn do Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia và nhà nhập khẩu phối hợp triển khai. Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia và công ty Fourway Fresh vừa tổ chức dùng thử quả vải tại siêu thị Costco ở thành phố Andela, bang Nam Australia, đánh dấu lần đầu tiên quả vải Việt Nam xuất hiện tại chuỗi siêu thị bán sỉ nổi tiếng Costco của xứ chuột túi. Trong khi đó, tại siêu thị Costco ở thành phố Perth, bang Tây Australia, quả vải Việt Nam vừa được đưa vào cũng đã nhanh chóng cháy hàng. Hơn 200.000 người đã bị lạm dụng, ngược đãi trong các cơ sở chăm sóc của New Zealand trong suốt 70 năm qua.
Thông tin chấn động này đã được công bố ngày 24 tháng 7. Thủ tướng New Zealand đã bày tỏ lấy làm tiếc, đồng thời cam kết sẽ có những bước cải tổ trong thời gian tới đối với thực trạng này. Theo báo cáo của Ủy ban điều tra Hoàng gia New Zealand, từ năm 1950 đến năm 2019, gần 1/3 trong số 655.000 trẻ em và người lớn sẽ bị tổn thương tại các trung tâm chăm sóc như trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão, bệnh viện tâm thần và nhiều cơ sở khác, đã bị lạm dụng và ngược đãi nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Cuộc điều tra được thực hiện với 2.300 nạn nhân trong 6 năm. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.